Xin chào bạn, hôm nay đại lý Toto Đức tôi xin giới thiệu bạn cái vòi bếp ha. Có cái mã hiệu là TKS05305CA. Sản phẩm này sản xuất ở Nhật Bản nha bạn. Chúng tôi sẽ tiến hành mở sản phẩm này ra để chúng ta xem các bộ phận bên trong nha. Đây là một dòng vòi thuộc vòi bếp cao cấp ha. Đây khá nhiều ngôn ngữ khác nhau tiếng Nhật. Do cái sản phẩm này được sản xuất ở Nhật nên sẽ kèm những giấy tờ tiếng Nhật. Đây, hình dáng của cơ bản của nó đây ha. Đây là sách hướng dẫn sử dụng ha, sử dụng rồi bảo trì. Ngoài ra một số giấy tờ khác. Đây là hình dáng của cái vòi. Ta xem qua ha. Vòi này cái vòi rút dây nha bạn. Có nghĩa là dây của nó có thể di chuyển được. Sản phẩm này thì nó khá là nhiều bộ phận khác nhau. Đây là cái chân phụ kiện ha. Đây. Khá nhiều là chi tiết. Do là nó là thuộc vòi đúc dây nên ta sẽ thấy nó hơi cắt nhiều bộ phận ha. Đây, cái dây này là cái dây chúng ta sẽ di chuyển được ha. Đây là vòi nóng lạnh nha bạn. Đây các bộ phận linh kiện. Thì sản phẩm này hiện tại đang được cung cấp ở đại lý Toto Tuấn Đức chúng tôi. Quý khách cần mua sản phẩm này có thể liên lạc với tôi theo số điện thoại dưới cùng clip hoặc click vào trang tdm.vn để xem giá bán đặt hàng trên website chúng tôi. Cảm ơn, xin hẹn lại.